Yo, hello, sao chào anh em nha, chúng ta trở lại với channel mình nha, từ đường phố đấy người nha. Xin chào anh em, quay tài chiến mình từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em xem like và một subscriber trên đầu phát triển nhắc anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục chương trình cập nhật tình hóa các sự kiện chúng mới nhất game hải tặc đại chiến, anh em xem có gì hot không, sau đó thì vui chơi sự kiện các bạn. Hôm nay thì sẽ qua con đảng S33 tôi anh em, các anh em phòng kiếm rừng kim cương. Tôi cũng vừa lượn qua và đã quẩy qua ít sự kiện các bạn. Hiện tại cũng đã thu về được một ít tài nguyên, trong đó thì có 375 xu hồng quay, 76 cốc bia vàng, kèm theo là ít đồ trang bộ và một số vật liên quan. Ok, giờ thì trước khi tiếp tục video thì anh em xin 2 phút quảng cáo, anh em thích thì qua qua nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, giờ thì quảng cáo thôi. Yo, trước khi vào video thì chúng ta cùng nhau đến với Coin 68 anh em. Qua đây để trải nghiệm con game, xem một con game đang kiếm tiền online hot nhất hiện nay có gì đặc biệt các bạn. Đây là một con game mà phải nói là cực uy tín ở thời điểm hiện tại các bạn nhá. Ở đây thì anh em để chơi rất là nhiều loại loại chơi, anh em dùng cây tiền vào nhận gì miễn phí, anh em dùng cây tiền với sự kiện thì vô cùng đóng phú, anh em báo danh hàng ngày các bạn sẽ nhận thêm tiền, chia sẻ mỗi ngày các bạn nhận thêm tiền nữa. Ngoài ra thì anh em có thể nhận được gift code, hoặc là các bạn nếu gift code ở dưới phần mô tả tôi có ghim link nhóm, anh em phải vào lấy để nhập thêm để kiếm thêm may mắn, kiếm thêm có cơ hội nhận từ 50 hello từ 10.000 cho đến 500.000 thì phải anh em, đó các bạn có thể kiếm thêm vòng quay mỗi ngày, anh em kiếm thêm điểm để quay thêm vòng quay kiếm thêm tiền các bạn. Đó, chúng ta vòng quay kim cương vàng bạc có thể kiếm thêm rất nhiều tiền anh em. Đại lý ngoài ra thì anh em thể thành đại lý của game một cách cực kỳ dễ dàng. Đó, game này thì nói chung là rất là dễ chơi anh em, lạp thì vô cùng phong phú anh em, cổng lạp rất là nhiều, đây rất nhiều cổng nạp cho anh em lựa chọn anh em. Đó, quá trời cổng nạp anh em, ví bay, momo, tranh binh kinh, tất cả hỗ trợ rất nhiều anh em. Đó, ngoài ra khi các bạn đặt cắn mốc trực tiếp thì còn hiện được những ưu đãi từ vip anh em. Đó, thế là ngon anh em, skin các kiểu. Về loại bài chơi thì đây rất thể loại nhiều bài để cho anh em chơi. Đó, từ bài cào, bài cảnh, tài xỉu, quay đĩa rồi các kiểu, anh em rất thể loại anh em phải chơi trải nghiệm. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi thử đong hổ anh em, một trong thể loại anh em hay thích chơi. Ờ, cái này thì các bạn nên ngồi thì các bạn nên đặt nhẹ thôi, và các bạn nên chọn này, cái bên mà các bạn cảm thấy đây chúng ta ngồi tính toán một tí anh em. Giờ mới vào chưa có cầu nên tôi sẽ bắt đại anh em, bắt đại hai con hổ đi. Ok, mới vào mà đã được ăn rồi anh em. Đó, có ngay hai con hổ bạn. Nói chung chơi thì rất nhiều phong phú đa dạng anh em, hay vào trải nghiệm nha, còn chần chừ gì nữa link tải đó để vẫn mô tả rồi. Sau khi chúng thầy thì các bạn có thể ra đổi thưởng thì rất là thoải mái anh em, với ba tài khoản liên kết ngân hàng cho anh em, là nhiều tài khoản nó các bạn liên kết thoải mái, cứ check lịch sử thấy ok thành công là teng teng là tiền về tài khoản rồi nhá. Ok, còn chờ gì nữa mà không tải game anh em, link tôi đã để với phần mô tả, cảm ơn rất nhiều. Ok, giờ thì bye bye. Ok, và giờ thì trước khi tiếp tục quẩy con hàng này, chúng ta sẽ ghé qua fanpage anh em, điểm qua sự kiện. Ok, trên đây chúng ta có gì hot không ngoài sự kiện web code anh em. Sự kiện web code hiện tại săn con hàng còn hơi khó anh em, mặc dù tôi đang rảnh nhưng tôi có bỏ thời gian ra kiếm vài năm, cũng qua 500 bảng anh em không ra. Ok, hiện tại bên fanpage chúng ta có gì hot không? Hiện tại không anh em, chúng ta vẫn chỉ có sự kiện vòng quay may mắn Luffy Wallo anh em. Sự kiện web hiện tại đang hot nhất, hiện tại anh em chưa tham gia thì chính thủ tham gia kiếm thêm nhân phẩm cũng được, có nhiều dương phẩm khá là ngon. Sáng tôi quẩy xe mới anh em phải check đây, nhận rất là nhiều dương nhân phẩm ngon anh em, trong đó có dương kiếm được 100k kim cương đến 600 thùng bia, rất là ngon anh em được kiếm thêm. Còn bên nhóm thì vẫn còn cái sự kiện web, à tí quên lại check sự kiện đấy anh em. Phát hết rồi anh em, bên này còn sự kiện web nữa anh em, 3 tiếng chỉ vậy thôi. Cái chàng solo à, đam mê gớm. Cái sự kiện bên web code này như tôi quên chưa đặt cho anh em nhỉ, tí nhớ tôi đặt bên các cộng đồng cho anh em nhé, quên mất, tí tôi lấy lại tôi đặt bên đấy cho anh em. Uầy, hề nhiều ông nhân phẩm gớm nhỉ, mở rương may mắn mở ra được tướng là ngon đấy nhá. Ok bạn, đấy có vẻ như là tất cả bộ thông tin hot nhất hiện tại chúng ta có thể thu thập được anh em, vẫn là sự kiện web code thôi. Ok các bạn, thôi quay trở lại video này anh em, không quên quay trở lại game này anh em. Chúng ta sẽ quẩy qua sự kiện tí. Đầu tiên là ghé xuống sự kiện xúc quả bùn lá anh em, và đây thì lượm ngay 150 thùng bia anh em. Mình bỏ được bao nhiêu lần? Ok các bạn, chắc là cũng đủ rồi. Tôi tính quẩy xu hồng quay trước bạn, nên là chúng ta sẽ đi đánh boss anh em. Biết trước tuần trước vẫn là nên tích tài nguyên thì vẫn hơn các bạn.
Ok, làm ít cốc bia vàng coi anh em, 50 cốc bia vàng. Cay thật sự gọn, tuần này quẩy hơi hơi toang đấy. Hiện tại tôi đang thiếu ít form lính chì, ít ít form 5 sao anh em. Đang thiếu ít form 5 sao. Sự kiện triệu tập hải tặc vẫn chưa đủ anh em. Vì tuần này kiếm thùng bia rất là ngon luôn. Mặc dù trong túi tôi hiện tại không có thùng nào, nhưng mà tí quẩy xong thì kiểu gì cũng tha hồ mà chơi các bạn. Đó điều chắc chắn của sự kiện tuần này rồi anh em, dư dả tài nguyên cho bạn chơi. Ok, không đủ nổi một lượt đánh boss à. Tôi đang thiếu một lượt đánh boss anh em. Vừa tìm xong gì. Ok, bắt đầu kiếm điểm danh nào. Ok, có sự kiện tiêu phí nữa nhỉ, quên mất anh em. Rồi, nếu một vé nhìn tay về đây anh em, còn lại tính sau. Hiện tại là có 193 thùng bia rồi anh em. Cứ thong thả mà chơi thôi, không có gì phải vội cả. Vì sự kiện này rất là ngon luôn, anh em cứ thong thả chơi thôi. Chúng ta đi đi sửa xu vòng quay anh em và xu quay cao cấp nha. 56 à, 7856 anh em được 7 vòng các bạn. 7 vòng xu cũng được. 7 vòng xu cũng tạm ghi nhận anh em, kiếm thêm ít cốc bia vàng. 7k, 7k chưa đủ anh em, 10k mới đủ đúng không? Chưa đến 10k anh em, chưa đến 10k là được 300 cốc bia vàng. Đông đúng 10k anh em, 10k là đủ 300 cốc bia vàng. Hơi tiếc nhỉ, thôi cứ từ từ bạn, không sao cả, sự kiện dài mà. Hôm nay gọi qua quẩy qua sương sương thôi, vút nhẹ sương sương cho nó đến đâu đến các bạn. Chắc cũng kiếm nhẹ được 300 thùng bia anh em, tầm đấy. Tôi nghĩ sẽ kiếm được tầm gần 300 thùng bia. Ít nhất là 300 thùng bia. Vì các bạn từ bữa giờ quẩy sự kiện liên tục rồi anh em. 300 thùng bia rất là dễ kiếm luôn. Rồi có được 150 thùng này, sự kiện Big Mom 150 thùng, 50 thùng nữa. Ok, 60 thùng rồi. Rồi đây anh em, 5 vòng à. 5 vòng thì ok rồi. 50 thùng nữa anh em, 300 thùng nữa. Tí làm thêm 50 thùng nữa, 350 thùng. Thề kiếm thùng bia sự kiện tuần này nghe dễ dàng quá. Bây giờ các bạn có cảm giác thấy điều đấy không? Cá nhân tôi thấy điều đấy anh em. Thế dễ quá trời luôn. Ok. Chắc kiếm vui nữa nhỉ. Xong tôi sẽ ra đổ hết vào cốc bia vàng đấy anh em. Xong quyển cốc bia vàng xong anh đi của sự kiện tiếp anh em. Để cho nó fail. Ok xem nào. Em cũng chưa chơi cho tới anh em. Rồi, chết sự kiện anh em. Ok. Sốc quả quần á này. 8k. Ok, mới được 16 lần anh em, chưa đủ, còn thiếu 4 lần nữa, 240 cốc bia vàng. Túi thoải mái anh em, đợt xong tôi quay cho bạn coi. Ok, xong luôn các bạn, sửa luôn đám cốc bia vàng anh em. Nói chung tuần này thì cứ bung thôi. Rồi ok, lượng quà nè. 30 thùng bia nữa anh em, cũng được. Ok, tới nào. 320 thùng bia anh em. Ôi. Đó, mới quẩy xương xương ở sale mới anh em, kiếm thùng bia dễ cho. Nhưng mà quan trọng đập ra cái gì mới quan trọng anh em. Suy cho cùng thì kiếm dễ hay khó không quan trọng, quan trọng là chúng ta đập ra tướng ngon hay không. Chúng qua có mấy anh em gửi tôi có 40 thùng, 60 thùng mà ra được hai tướng. Ui. Lại cho bỏ cho tôi dư rồi. Ui, OD luôn các bạn. Thế sáng làm kèo như là Zoro, Pepperman đúng không? Giờ chưa làm quả này, ui đỉnh nhờ. Thế có mấy anh em đập có 60 thùng, 40 thùng thôi nhưng mà ra được cả hai Luffy anh em. Thế nhiều ông nhân phẩm dám ăn. Nhiều khi nghĩ mình là nhân phẩm rồi nhưng mà nhìn lại thì vẫn thấy nhiều anh em còn nhân phẩm hơn nhiều. Căng cực luôn anh em. Ôi, tập trung quẩy sự kiện nào. Ok, tới nào. Chopper Kid. X10 tiếp anh em. Ui, 300 thùng bia này đập nghe chừng hơi toang tí. Ra thì cũng ra tướng anh em, cũng ra tướng ngon. Zoro với cả OD là cũng không phải là đùa anh em. Mà thứ tôi cần lúc này là Luffy.
Trời ơi, lại Zoro tiếp. Trời ơi, Luffy qua lô đâu rồi, cho xin cháu con nào. Hôm qua sự kiện mới rồi nhưng mình chưa đập ra quả nào thì phải. Để chiều rảnh làm quả kèo đi anh em. Chiều này rảnh bác ra làm kèo anh em. Kèo 600 thùng bia tiếp. Với sự kiện mới này cho nó fail. Luffy Cavendish. Luffy à, tiếp tục nào. Xong quả là chúng ta sẽ ra đánh boss và đổi dương cơ anh em nhé. Nếu như mà đen quá tôi sẽ off luôn. Vì thấy không nhân phẩm lắm rồi anh em. Đập người này quang quá. Nên chơi bình tĩnh thôi anh em. Không nhân phẩm tốt nhất là nghỉ luôn cho nó khỏe. Chỉ thấy 320 thùng bia này nghe hơi lãng phí quá. Trời ơi, ra toàn tướng đâu không à, Sanji các kiểu. Căng nhờ. Jack ạ, trời ơi. Thế nhưng là những con tướng từng là kiện vương một thời đấy anh em. Thời đại thay đổi liên tục. Ok, này, ui sao. Ui. Cũng được anh em, ra được 2 Zoro cũng ngon. Ra đủ cho úp E5, cho E5 thứ hai tuyệt vời luôn. Nhưng mà cái đấy thì hơi khó các bạn, chắc chắn điều. Ok, 90 cốc vàng nữa, thôi bỏ đi. Chúng ta qua đánh boss này anh em. Vừa đẹp. Ok bạn, được đánh boss này với tôi là vừa đẹp anh em, vừa đủ 20 dương. Để xem có đủ nhân phẩm anh em, đủ nhân phẩm để hôm sau chơi chứ không đập nữa đâu bạn, toang bắt rồi. Thế nên nhân phẩm dù cũng được nhưng mà tôi cảm giác nó vẫn là không ok lắm bạn, nên chúng ta sẽ đổi 20 rương kim cương và sau đó về mở rương kim cương xem nhân phẩm thế nào thôi anh em. Ok. Hết 26 dương rồi này. 3 dương may mắn Luffy này anh em, cũng chơi luôn. 3 dương may mắn Luffy qua lô. Ok, chia làm 2 lần anh em nhé. 10 dương đầu tiên. 4k kim cương. Có xu không? Có anh em, được 100 xu nữa. Cũng được, tạm tốn. Điều này được 5k anh em, được 9k kim cương. Tạm ổn. Ôi, clip kết thúc đây. Anh em còn theo, giờ thì bye bye mọi người.